Xin chào quý vị và bà con, chào mừng bà con chăn nuôi đã đến với kênh Đức Tơ Vét cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bà con thân mến, gà bị khó thở, sưng phù đầu mặt, mắt bị viêm kết mạc nên dính hai mí lại không mở ra được, chỉ mở một phần nhỏ. Dịch viêm chảy ra từ mũi bắt đầu trong, sau đặc và đóng cục mũi trắng, ấn tay vào thấy cứng, nhìn hai bên mũi thấy phình to. Bệnh xảy ra trên gà ở mọi lứa tuổi gây thiệt hại kinh tế nặng nề. Đây chính là những triệu chứng biểu hiện của gà khi bị mắc bệnh Coryza, còn gọi là bệnh viêm xoang truyền nhiễm hoặc sổ mũ truyền nhiễm, bệnh sưng phù đầu ở gà. Trong kỳ phát sóng lần này, Dr. Vet sẽ cùng bà con chăn nuôi tìm hiểu về bệnh Coryza trên gà và cách phòng trị bệnh. Về nguyên nhân gây bệnh, bệnh Coryza trên gà là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Avibacterium gây ra. Khi môi trường chăn nuôi không đảm bảo, thời tiết khắc nghiệt sẽ khiến bệnh bùng phát và lây lan nhanh. Bệnh Coryza ở gà chỉ gây chết với tỷ lệ khoảng 5% toàn đàn. Tuy nhiên, bệnh thường hay ghép với một số bệnh khác như E.coli, CRD, IB hoặc ORT làm cho tỷ lệ chết tăng lên. Về đường lây truyền của bệnh lây truyền ngang qua đường hô hấp, qua dịch tiết và qua tiếp xúc giữa các dụng cụ chăn nuôi có chứa vi khuẩn gây bệnh. Gà ở mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm bệnh Coryza. Tuy nhiên, bệnh thường xảy ra ở gia cầm trên 2 tháng tuổi. Gà càng lớn tuổi thì càng dễ nhiễm bệnh. Bệnh xảy ra nhiều ở gà đẻ trứng. Về bệnh tích khi mổ khám gà bị bệnh, khi mổ khám gà bị bệnh Coryza, bà con sẽ thấy xoang mũi có dịch viêm, lúc đầu trong, sau đặc trắng như bã đậu, tổ chức dưới da, đầu và tích bị phù thủng, xoang niêm mạc, kết mạc mắt bị viêm đỏ. Các biểu hiện bên trong nội tạng thường do kề phát với các bệnh khác. Coryza ít có bệnh tích đặc trưng trong các cơ quan nội tạng. Về cách phòng bệnh, để phòng bệnh Coryza cho gà, bà con cần thực hiện nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi cùng vào cùng ra, nuôi nhốt với mật độ phù hợp, làm vaccine đầy đủ cho gà. Dọn vệ sinh thường xuyên khu vực chăn nuôi, rửa sạch các màng ăn, màng uống, đảm bảo khu chăn nuôi luôn thông thoáng, sạch sẽ và hạn chế các khí độc như NH3 hay CO2. Sát trùng bằng thuốc sát trùng thường xuyên trong khu vực đang chăn nuôi bằng sản phẩm Desusuper Super của Interchemie Hà Lan hoặc Ionidacom của công ty Vobepharma. Bà con chú ý phun trực tiếp vào khu vực chăn nuôi mỗi tháng từ 2 đến 3 lần vì đây là các sản phẩm sát trùng sử dụng rất an toàn khi có mặt vật nuôi ở trong chuồng. Nền chuồng nuôi bà con sử dụng sản phẩm chế phẩm vi sinh Biolac hoặc Biofarm của công ty Sao Mai để khử mùi và khí độc, giảm áp lực mầm bệnh trong chuồng nuôi. Về cách điều trị bệnh, bước 1, bà con cần cách ly gà bệnh với gà khỏe, phun sát trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi 2 ngày một lần, chú ý tạo độ thông thoáng cho chuồng nuôi. Bước 2, tăng cường sức đề kháng cho gà. Bà con sử dụng các thuốc trợ sức, trợ lực để cải thiện hiệu quả của thức ăn như vitamin, điện giải, giải độc gan thận kết hợp với men tiêu hóa. Bà con sử dụng sản phẩm Electromix của Interchemie Hà Lan và Bicom VFS của công ty Sao Mai nhằm tăng lực, cung cấp chất điện giải và bổ sung các loại vitamin cho gà. Dùng Intertolic Oran hoặc Hepason Oran để giải độc và tăng cường chức năng gan thận cho gà. Bà con sử dụng men tiêu hóa Chitpro hoặc Phhyzymlert để bổ sung men sống, giúp tăng tiêu hóa, giảm hôi chuồng. Ngoài ra, dùng kết hợp thêm sản phẩm hạ sốt kháng viêm Paramon 200 VFS hoặc Phylesine Oran giúp hạ sốt kháng viêm và giảm sưng phù nề. Bước 3, sử dụng kháng sinh điều trị bệnh. Bà con sử dụng kháng sinh trị bệnh Amosan VFS hoặc Biosilin 200 VFS hoặc Galimix 200 VFS của Interchemie Hà Lan liên tục trong 3 đến 5 ngày. Bước 4, tăng cường sức sau điều trị bệnh cho vật nuôi. Bà con bổ sung sản phẩm Gutke hoặc Multivita của công ty Sao Mai để tăng lực, tăng miễn dịch, vỗ béo cho gà sau quá trình điều trị kháng sinh lâu ngày. Quý vị và bà con thân mến, như vậy Dr. Vet vừa cùng bà con tìm hiểu về bệnh Coryza trên gà và cách phòng trị bệnh hiệu quả. Nếu bà con cần hỗ trợ gì thêm thì có thể gọi điện đến số hotline của Dr. Vet. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.